Chào mọi người. Chiều nay sẽ nướng thịt. Đây là hai cái thịt trâu nè. Sẽ ướp chiều nướng. Dạ em một cái bánh kem khỏi mua bó bông. Là sinh nhật tại vì tháng 8 ba không có tổ chức được. Nhật do chị Hai hả? Đây hôm nay gia đình mình đây là giới trẻ nha, với chung với già ở nhà sẽ nướng thịt ở đây. Đẹp không? Đây là tía lâm, hai bình bông này kìa, rất là đẹp. Sẽ cho gà vô đây, bên đây còn một chiều con sẽ để ướp với lại mình quên một sợ tế rồi. Lấy cái này ướp luôn, nướng luôn. Đang đốt than. Đây là khu vườn của vườn Lâm đây. Không biết sao cái đây à, đây là cá rồi nhiều. Giữa lòng thành phố Cần Thơ có miếng vườn này là hết sảy ha. Ngọt ở trên đìa ở dưới nhé. Hai chị ba. Dạ. Chị ba Subi. Anh Khanh tìm đồ để thiết kế cái bếp. Bông là thấy hết sảy. Cây nhà lá vườn không đó. Thành nhà ở đây vừa để nướng gà. Nó là hấp muối, nổ muối. Đây, tàu này là của mình.
Mát không? Mát mát. Đài khát nước. Đài khát nước. Quá đã không anh ha. Bây giờ chồng ở trong đang đánh trâu. Trâu. Thơm nữa nè. Anh nước bằng muối đó hả? À, còn ngốc rồi nè. Ủa anh có đem cái đồ chấm không? Anh quên rồi, nói cậu Sái kêu về lấy muối ớt rồi. Muốn chấm ở đó không? Thôi kệ, anh nhận được. Muối ớt lại lá là chút á. Sữa vô chơi với mấy e với chị sữa. Cần câu đâu? Tôi làm chuyện chưa xong, mai mốt rồi đi. Đâu xu được cái nồi mắc cười vậy? No, không có chơi vậy. Khách mời đã tới rồi đó. Chị em tự nhiên tham quan nghe. Cảnh rất là đẹp, rất là hữu tình, rất là nên thơ. Cho nó đi thổi đèn cày. Trời ơi. Trời ơi. Rồi, còn thổi thành gì cho chị thì muốn biết nha. Nó còn không? Ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên chưa? 4 năm xa cách gia đình, không có được ăn sinh nhật chung. Ôi. Làm chiếc nóng không? Hả? Nóng mà bánh kem nó chảy không? Không có, thì bánh đâu câu. Không bánh kem nó ngán lắm. Chảm đầm. Chảm đầm. Chảm đầm. Chảm đầm. Lấy cái giấy vô chăn chảm chảm. Rồi để đi chút xíu là hỏi. Rồi đi ra mướn hai cá đồng ta ghê liền. Nóng quá à bộ. Quên cho hỏi Lâm. Chết rồi, hỏi Lâm câu điện để ghim. Hồi nãy mà mình biết trước là mình đã lên Spare lộng lẫy rồi. Đi cho chị về nhà chị ghé ra quay ạ. Chị thấy trên nhà hàng đang chạy lên có chỗ chị muốn Spare kìa. Muốn Spare. Còn cá nữa, cá nữa. Ê! Còn nước chưa quay. Chưa lãng mạn chưa. Đây, con gà nó dầu đồ rồi nha. Hôm nay thì xả muối ở dưới là một lớp muối dưới, rồi lớp lá xả đây. Còn trong bụng gà thì mình bỏ trong đó là củ xả với lại lá chúc. Rất là thơm với ớt. Bây giờ anh Khanh sẽ đốt lửa lên làm việc em đó. Làm việc em đó. Chồng em kèm gà đó. Cho em kèm. Có em kèm gì em kèm. Wow. Dữ. Hồi mấy đứa nhỏ nè. Làm banh hết. Được chưa? Đây ăn đi em ơi, lại chút anh đưa về em ơi. Chạy mở đi em. À, khách mời tới là đông lắm rồi nè. Cái gì nhiều lắm. Ba đứa làm gì đấy? Đi chợ làm sao? Làm việc.
cậu Tư Đen. Những gì quá cậu. Dạ. Làm gì cậu đây? Này. Kim Trung Su à? Ờ. Để tôi làm đi. Ừ. Để. Rất là vui. Đẩy ra đi rồi tao kéo gì lắm. Hôm nay là chỉ giới trẻ thôi, với già ở nhà rồi. Đây là gì? Anh hai dắt xe không? Anh hai dắt xe. Hello, anh hai dắt xe. Anh hai dắt xe chưa vợ. Một cái sự tổ chức tiệc nhậu. Anh hai dắt xe chưa vợ nha mọi người. Còn độc thân duy tính. Đất đai cò bay thẳng cánh luôn. Tiệc rồi đó hả? Đợi kiểm tra con gà ơi, chín không? Không chín lần chưa biết. Chín không? Lần qua lại coi chín không? Ủa? Rồi ok, châu của nó. Hiểu quá. Hiểu luôn hả? À? Giỡn bởi. Yếu hả? Cũng quá trời. Hồi lớp ra chứ ai. Rồi luôn đi, mai cũng luôn chứ ổn. Chuẩn bị bia quá trời, anh Thanh uống ai uống anh Thanh. Bia nó vậy chấm chấm gì kỳ kỳ anh kỳ kỳ vậy. Anh ngồi phụ Phùng sẽ trở lại món dân giải Việt Nam, muối muối ớt chanh như la chút rồi. À bởi vì nó có mùi nó nồng nồng. Mùi nồng. Quá thơm. Quá dụng. Đơn dụng cái này nó nghỉ. Đừng đem đi. Mẹ, mình ngồi tôi nướng ở đây đến giờ, nãy giờ mà còn mình nướng đi. Mẹ tao. Một hai bạn mở lên nữa là ngon, hai bạn đó. Nút chưa? Dầu muối. Em mở nước cơm. Ai cô nóng con, nóng con, nóng con. Ok, lên đi. Vô. Nữa. Rồi. Con đi qua bên đây. Ông là tôi thấy có tự tự nhà. Qua cho nó ngồi thêm tí hổ tí không hả?
đưa kéo mũi. Mỗi đưa kéo mũi. Mũi. Ê mày không được rồi đâu. Cái dạo gì nó chẳng quay mày đâu lắm. Cái đó em quên bấm luôn. Lên đi. Mày vô làm lại gì đâu. Quên. Bà tự lấy ly, tự lấy nước đá nha. Có ly nè, nước đá sao luôn. Mày là cái tải trong cái thùng đá. Chính không Kha? Nóng quá. Này ấm ơi. Ly nè, nước đá sao lên đi. Chăm bồ leo có cuốn. Ly nè. Tới xương luôn nè. Ly nè. Nóng quá. Bên anh Khanh có dây chiều làm này luôn, khỏe anh Khanh ha. Mấy bạn để ý xem mà nha. Ê, ê, có ai có xe không? Chưa. Tâm đi nói xe thì cũng sao đó. Đó thấy mở cửa đi, nhìn thấy xe nha. Hai cái macara bên nhà bên kia kìa, cái trước cái sau. Cái trước là người lấy không? Không xui. Chứ lỡ vậy. Chắc không lấy xe tao, không lấy xe, cứ nằm sang cái trước. Nóng. Cái đá đá thì quỳnh làm như ngồi cái xuống đá. Bữa nào ăn đùi, ăn đùi. Nóng dạ. Trời. Wow, chính đây luôn ha. Có gì chiều làm này có lý làm vô kia. Dạ. Dạ. Ăn không phải luôn rồi. Cậu ba. Cậu tư bé Nguyên à, ba nè Trâm chờ Phúc Bình thì chú lớn như sái mình ngủ còn bên kia em bỏ đang phá bệnh ba em đi tùng đi xanh ông Nguyên nấu coi cái nắp đấy. Này là BBQ ngoài vườn nha. Nãy giờ con Xu có đi ba vòng rồi đó. Rồi mỗi hai ba vô cái coi. Nha. Mỗi hai ba nâng ly cái nè. Nâng lên nâng ly nâng lon nè. Ha. Vô 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 vô. Một. 2 3 vô. Đang quay đang quay. Duyên hay dạ vô duyên nha. Một đủ con ta lại lấy à. Là cậu sái là có hùng kích bia nha, ở thùng bia nha. Cũng là nhân vật chính chứ không phải là. Thầy ra đây à, thầy ra thầy à. Nè để đây nhìn qua đó. Là mặt trời lặn rồi ha. Rồi sao vậy? Anh Anh tôi nghiệp không? Không ăn chị biết rồi. Ken ơi! Ken! Ken! 12 giờ đêm. 12 giờ. Ai phát biểu? Hai xe không? Hả? Lấy trời, lấy gì? Anh hai nè. Ta là chủ thư duyên dáng dịu dàng sang chảnh là quay viên đó chứ có bị ông câu đám đông là cả nước biết hết chưa nóng mẹ con lãnh gì thôi trả lời tháng là không muốn lì tù đâu đưa lại em lớn rồi mày nó không gắm thì là xương gầm, xương gầm tới giờ tập yoga để đi cưng. Mua xe thôi đó. Tao có đất phiền nghĩ đi. Nghĩ bây giờ. Rồi đủ nghĩa không có tiền mua xe anh.
Thôi nó nói giữ tiền bè không có xe hai bánh thì nó chưa sức mua được. Nhưng mà nó giặt giờ nó chưa có mua chiếc xe mà loại 7 chỗ 15 tỷ, 14 tỷ á. Mà 14, 15 mà lợi mà mấy thằng xuống bán chưa lũng kiến luôn á. Con đắp xe rồi. Xe tăng hay gì. Đó, xe nó xe nhậm đó, xe đó. Em nhỏ ăn đó. Rồi lấy đi. Phân xác cái gì? Còn cái dao đâu, cái dao đâu? Ê đem cái cá, bỏ được đá bẻ bia vô cho uống. Cái dao đâu? Em cái cái dao nãy nãy gọt đâu, tụi nó gọt chơi đâu ta? Phê cái dao nãy gọt chơi đâu phê? À đáng lẽ phải đem cái máy nãy là chiều ha. Nó chiều chiều. Làm tới bây giờ, tôi làm tới bây giờ. Trời ơi. Sáng đó còn qua chịu ra. Tại giờ rất khuya mà. Ờ rất khuya nữa, giữ giữ rất khuya. Ủa sao chuyển hướng vậy? Đang quay nha. Quay. Rồi. Xin chào mọi người đến với kênh Nguyễn Trâm Family. Hôm nay là clip của Nguyễn Trâm. Đây không phải là chụp hình, đây là quay phim cho nên đừng nhầm kiểu. Mọi người di chuyển về vị trí. Rồi quay hướng qua đây. Đây là vàng bong bóng để cho mấy bé chơi đâm bóng. Ê, đẹp quá, vô phong hình đẹp quá nè đây. Bước, ê, bước lại khung hình đi. Đó đúng rồi đó. Đó dễ thương. Chuyển hướng chuyển cảnh. Chuyển hướng liền. Chuyển cảnh qua đây. Đây diễn chị em đang tâm sự. Chúng ta đây hỏi. Vô. Quay vô rồi. Trời ơi má. Quay vô anh kia. Thuyết trình viên đang dẫn qua đây. Đây thuyết trình viên. Đây là hướng thuyết trình viên. Xin chào cả nhà đến với kênh Nguyễn Trâm Family. Đây là nhóm nhậu, nhóm hội bạn nhậu đang ngồi ăn gà nướng, trâu nướng. Trâu nướng, gà nướng. Xin mời các anh gà cũng ly. Vô. Tôi tự giới thiệu tôi là ngay giác hay à. Hoài luôn, lần trước là có rồi, có câu này rồi. Trâu nướng. Đố biết cái nào là trâu nướng. Trâu nướng là món này đây. Biết rồi nhưng mà cái kiểu gà, gà đổ muối nha. Gà, gà đá tê tu tê tả. Mặn. Còn bên kia là gà gà à, trâu nướng, trâu nướng. Trâu nướng. Không biết lắm biết. Gà mày quay cái này. Còn này là mặn với ổi nhà. À. Tối quá không thấy được. Đồng. Mặn đồng. Rồi tiếp tục quay lại bối cảnh sinh nhật. Ê đẹp quá ha, vô cái máy mà sinh nhật nè. Ê đẹp quá nè. Ôi, ê, y như resort vậy mấy bạn. Vô cái khung hình đó các bạn đang ở resort. Ba tiếc con. Đây là resort ba tiếc con. Chúng ta chuẩn bị quay phim cho nên những cái tướng đứng duyên dáng, những cái tướng. Ừ má ơi, chết mình là. Khó bụng vô, ai cũng bự khó vô dùm cái. Ê, tránh ra kìa. Ê, nhìn nè. Đây là con khỉ. Resort giúp tôi nuôi. Lạnh quá. Ê, đấy, ai ngồi nướng ơi đặng diễn gì à, này có cái củ khoai hay gì để vô đã lắm luôn nè. Ủa hai đứa uống thuốc chưa vậy? Đang là ôi lạnh quá, tuy là hiện giờ là đang 37-38 độ nhưng chúng tôi vẫn diễn rất nhiệt tình. Ủa như này quay quay cái cảnh chữ Đà Lạt mà Đà Lạt quá trời ơi, quá trời lạnh rồi. Rồi cao lạnh đi ở đây. Đây chúng ta sẽ chơi cuộc thi gan dạ, ai dám đi thử không ạ? Ở trong đó, trong đó trong 5 phút. 5 phút ở viên đó. Ở chồng mình ra trước đi. Coi chị cứ cứ quay lại. Qua wow, hai cầu thủ đang biểu diễn đó. Trong kia thì có hai em nhỏ đang chơi ở trong đó. Chị em phụ nữ. Cứ cụm. À, em gấu đi về ngủ rồi. Tao vô đi này nè. Đi lấy 100 đi. Rồi có mày nè. Rồi đủ chưa? Rồi. Em gánh có chưa? Chưa. Gánh nè. Thì phát biểu. Dương share không? Rồi sao?
Hai này chơi hộp nè. Dạ Vinh, để người ta dạ Vinh mà. Gì ai biết? Tao quen chơi mấy bữa nay rồi. Tao quen rồi. Chơi vậy? Không quen mấy lần. Ôi gọi đầu nữa kìa, chà đầu nữa. Rửa dằn chưa? Tao mấy lần rồi. Rồi. Ê, ê chơi bự đi. Muốn rửa tay. Chơi rửa tay. Làm gì con? Chơi. Chơi gì? Không có chơi lửa. Chơi vậy nè, đi rửa tay đi con. Dần chơi đi. Đi rửa tay hai em, đi rửa tay rồi đốt. Con đốt nó cháy là cái tối là nó vô con gà. Đốt rồi đó con, đi đi. Chơi khác đi. Con đốt mà nó cháy là nó bị lây qua con gà. Lát hồi tối lắm. Dĩ trùng không đó con. Ờ, chùi tay. Ờ. Mẹ cho anh ăn 70 cái đồ gà, ăn cái miếng thè chia ghê. Bánh kem chưa? Hồi sáng chị không mua mận đấy rồi. Mận kia có mận hả? Hả? Bên bà Liễu mua. Không có đi qua bên bà nội ăn chơi. Ừ, cho má hả? Không ít nhiều hơn á. Mua về chia ra thì nó thôi. Ở đây đi, ăn xong cái đùi rồi có muốn tắm thì qua nội tắm thôi chứ không có rủ ai hết. Cho nó bắt nhỏ bánh kem đi cha. Cho nó bắt đầu đi. Thư giãn rất là tuyệt vời. Thật sự là tuyệt vời. Chỉ ở thành phố mà có một chỗ này thôi. Mày không có nhậu thì đi Tân Bà thì đi chú Bắc chơi. Ừ hự nó luôn. Mình sa ngã nó rồi. Lắc có cái một chứ đâu có lắc nhiều đâu mà nó tại sao mình không vô trung tâm bên kia mình ngồi đó. Có gì kìa con hôm nay nữa. Mất công. Nướng cái mấy sầu cái sầu gà. Cảm ơn anh Khanh nha anh Khanh. Tàu Lâm. Chạm Lâm. Anh sao không làm theo cái đèn ngang nữa. Rồi đâu tắm sao? Ai là Ngọc Trinh? Ngọc Trinh hả? Ai là Diệu Nhi? Nhỏ nào hề là Diệu Nhi á. Còn nhỏ nào chậm là Ngọc Trinh đi. Nó nhỏ là Ngọc Trinh đi, nhỏ Diệu Nhi. Con hồi sửa Diệu Nhi hả? Ừ. Nhỏ nào con hề nữa. Ngọc Trinh với Diệu Nhi đó. Ừ, trời ơi tắm cho nhau luôn. Bông lại. Rồi mấy chị giờ bây giờ nha. Chơi đâu bay đi con. Alo. Là cũng vui nhậu sỉnh rồi. Giờ bên em sẽ rồi dạ biệt thự biệt resort của Dương Long. Đây. Cái hồ bao nước đá bỏ hả?